Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin văn hóa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Trong chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau. Bế mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ hai. Khai mạc lễ hội Vì Hòa Bình 2024. Sôi nổi hội thi tài năng văn nghệ Ngân hàng Chính sách Xã hội năm 2024, khu vực 3. Đông Sơn, ngôi làng cổ bên bờ sông Mã. Thưa quý vị và các bạn, sau 5 ngày diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động hấp dẫn thu hút người dân, du khách, các diễn viên đạo diễn nổi tiếng trong nước và quốc tế đến tham dự, tối ngày 6 tháng 7, tại Cung hội nghị quốc tế Arizona, thành phố Đà Nẵng, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ hai đã bế mạc và trao thưởng cho các hạng mục phim đoạt giải. Tại lễ bế mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ hai, ở hạng mục phim châu Á dự thi, giải thưởng cao nhất, giải phim châu Á hay nhất được trao cho phim Cu Ly Không Bao Giờ Khóc của Việt Nam. Giải đạo diễn xuất sắc nhất cũng thuộc về Việt Nam, đạo diễn Phạm Thiên Ân với phim Bên trong vỏ kén vàng. Giải đặc biệt của ban giám khảo thuộc về phim Cuộc đời của An, phim Nhật Bản. Giải kịch bản xuất sắc nhất được trao cho Liu Jiejin của Trung Quốc với phim Những mảnh đời đáng giá. Giải nam chính xuất sắc nhất thuộc về Ken Reng của Hồng Kông, Trung Quốc với phim Nguyện ước vĩnh cửu. Giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thuộc về Jumi Kawai của Nhật Bản với phim Cuộc đời của An. Ở hạng mục phim Việt Nam dự thi, phim Mai của đạo diễn Trấn Thành giành 3 giải thưởng. Phim hay nhất, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thuộc về Phương Anh Đào và đạo diễn xuất sắc nhất thuộc về Trấn Thành. Trong khi đó, Lật mặt 7 một điều ước của đạo diễn Lý Hải giành giải dàn diễn viên hay nhất. Ngoài ra, giải NEPAC, mạng lưới phát triển điện ảnh châu Á cho phim Việt Nam xuất sắc nhất do Ban giám khảo mạng lưới phát triển điện ảnh châu Á quyết định cũng thuộc về phim Lật mặt 7 một điều ước. Nhằm tôn vinh giá trị của hòa bình, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do, vì sự trường tồn của Tổ quốc. Tối ngày 6 tháng 7, tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi Bờ Hiền Lương, Bến Hải, tỉnh Quảng Trị, tổ chức trọng thể khai mạc lễ hội Vì Hòa Bình 2024. Chương trình khai mạc được xây dựng xuyên suốt với chủ đề gắn kết những nhịp cầu, được lấy cảm hứng từ cây cầu Hiền Lương lịch sử. Không chỉ biểu trưng cho khát vọng thống nhất mà còn thể hiện tinh thần gắn kết những giá trị của quá khứ, hôm nay và ngày mai tại mảnh đất của những con người yêu chuộng hòa bình. Đồng thời truyền tải một thông điệp ước mong về sự hạnh phúc, phồn thịnh, công bằng, bác ái và hòa bình. Lễ hội Vì Hòa Bình do tỉnh Quảng Trị khởi xướng tổ chức và mọi người cùng chung tay kiến tạo nên giá trị. Đây là một lễ hội mở, chỉ có ngày khai mạc với chuỗi các hoạt động mà không có ngày bế mạc, vì hòa bình luôn là mong muốn, là khát vọng mãi mãi của nhân loại. Lễ hội sẽ tạo động lực quan trọng để Quảng Trị không chỉ trở thành không gian văn hóa vì hòa bình, điểm đến vì hòa bình, là nơi hội ngộ của bạn bè bốn phương yêu chuộng hòa bình, mà còn góp phần quảng bá tiềm năng, thu hút đầu tư du lịch, qua đó góp phần đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội bền vững của Quảng Trị và các địa phương trong khu vực. Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, hôm qua, Hội thi Tài năng văn hệ Ngân hàng Chính sách Xã hội năm 2024, khu vực 3, đã khép lại thành công với giải nhất toàn đoàn thuộc về Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thanh Hóa. Hội thi Tài năng văn nghệ Ngân hàng Chính sách Xã hội năm 2024, khu vực 3, có sự tham gia của 10 đội thi đến từ Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa. Theo đánh giá của ban tổ chức, năm nay các đội tham dự hội thi đều có sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, bài bản từ nội dung chương trình đến các đạo cụ, hình ảnh dự thi. Các chương trình dự thi đã truyền tải đầy đủ, kịp thời về hiệu quả, ý nghĩa các chương trình tín dụng chính sách xã hội đang được triển khai, vai trò, sự gắn kết giữa ngân hàng chính sách xã hội và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội ở từng địa phương, đơn vị, sự hiểu biết, kỹ năng nghiệp vụ và năng khiếu âm nhạc diễn xuất của các thí sinh đến từ mỗi đội thi. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho đội thi đến từ Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thanh Hóa, trao các giải nhất, nhì, ba cho từng thể loại tiết mục dự thi và trao giải phong trào cho các đội thi xuất sắc nhất. Thông qua hội thi đã tạo sân chơi giao lưu gắn kết giữa Ngân hàng Chính sách Xã hội với các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác,
Đây cũng là kênh truyền tải kịp thời đưa các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về nguồn vốn tín dụng cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác thực sự đi vào cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, nằm nép mình bên bờ hữu dòng sông Mã, làng cổ Đông Sơn, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa là một trong 10 ngôi làng cổ được bình chọn đẹp nhất Việt Nam. Tới thăm nơi đây, du khách không chỉ được hòa mình vào cuộc sống yên bình của một làng quê Việt mà còn có cơ hội tìm hiểu các giá trị về văn hóa, lịch sử, kiến trúc, khảo cổ độc đáo và ấn tượng của vùng đất này. Đông Sơn, ngôi làng cổ nằm giữa những núi đồi trùng điệp, hướng mình ra dòng sông Mã thơ mộng với cây cầu Hàm Rồng huyền thoại bắc qua. Phía sau làng là ngọn núi Cánh Tiên, phía trước là những thửa ruộng màu mỡ xanh bao la. Tới thăm nơi đây, du khách không chỉ được hòa mình vào cuộc sống yên bình của một làng quê cổ, mà còn có cơ hội tìm hiểu các giá trị văn hóa, lịch sử, kiến trúc, khảo cổ độc đáo của vùng đất này. Toàn bộ ngôi làng hiện nay vẫn bảo tồn được rất nhiều ngôi nhà cổ với niên đại hàng trăm năm. Trong đó đặc biệt nhất phải nói đến căn nhà của gia đình ông Lương Trọng Duệ đã được xây dựng từ cách đây hơn 200 năm. Ngôi nhà nằm ở số 10, ngõ Chí, đến nay vẫn được bảo tồn khá nguyên vẹn. Đây cũng là ngôi nhà cổ duy nhất ở làng, được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận di tích kiến trúc nhà cổ cấp tỉnh vào năm 2006. Đây là một cái di sản vô giá của gia tộc, của các cụ để lại. Mà đến bây giờ là bố tôi đã có cái tâm huyết giữ gìn lại. Thì đến đời tôi thì tôi cũng muốn là giữ gìn lại cho thế hệ sau. Còn tôi biết rằng là sau này con tôi hoặc là cháu tôi, nếu mà ai mà tâm huyết, ai mà có trách nhiệm với gia đình thì coi như là tiếp tục là ra cái quản lý và tiếp tục tu bổ và sưu tầm thêm để đến phong phú cái không gian của gia đình. Cũng đến nơi cái sum họp của con cháu cũng như là họ hàng, cũng như có điều kiện để các thế hệ sau xa gần biết đến quê hương của làng cổ Đông Sơn. Một điểm nhấn cũng là nét riêng chỉ có ở làng cổ Đông Sơn, đó chính là những con ngõ được đặt tên theo những giá trị đạo đức cao quý của người Việt, gồm nhân, nghĩa, trí, dũng. Điều mà đời nối đời trong hàng trăm năm qua, người dân trong làng vẫn luôn hướng đến và giữ gìn. Nằm trong không gian văn hóa làng cổ Đông Sơn còn có quần thể di tích, danh thắng nổi tiếng như đền thờ đệ nhị thần hoàng Trịnh Thế Lợi, cẩm hoa thị vệ đời Lê, người có công lập nên làng cổ Đông Sơn, khi mất được người dân chôn cất tại gò đất cao nhất trong làng. Chùa Phạm Thông xưa kia có tượng Phật Thích Ca bằng đồng đen, giếng cổ hơn 2.000 năm tuổi. Trong đó, đền thờ Đức Thánh Cả Lê Uy và Trần Khát Chân đã được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Đền Đức Thánh Cả là ngôi đền nó gắn với đời sống tâm linh người Đông Sơn đã từ hàng hơn 1.000 năm nay. Nhân dân làng rất là tôn kính ngài và hàng năm thì có tế lễ cô nhị kỳ xuân thu đều lễ rất là lớn. Và có kết giao làng Trạ với làng Giàng Hến. Và cứ 3 năm thì tổ chức một cái nghi thức tế lễ lớn gọi là rước kiệu tế thánh. Và làng Đông Sơn đến ngày nay vẫn đang duy trì tế lễ ngài vào ngày 3 tháng 3 âm lịch. Theo dòng chảy thời gian, có thể thấy lịch sử của làng cổ Đông Sơn gắn liền với những thăng trầm của lịch sử xứ Thanh. Nơi đây cũng đã ghi dấu các thời kỳ triều đại trong lịch sử dân tộc, là minh chứng cho sự hình thành, phát triển liên tục và sức sáng tạo của người Việt trên vùng đất Thanh Hóa. Với đặc điểm độc đáo của một làng cổ nằm ngay trong lòng thành phố Thanh Hóa, làng cổ Đông Sơn đã và đang trở thành điểm đến ngày càng thu hút đông đảo du khách gần xa. Những hình ảnh đẹp về làng cổ Đông Sơn cũng đã khép lại bản tin văn hóa hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!